Theo tờ trình, hiện nay, Trung ương Đảng đã cho chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam với quy mô sử dụng đất khoảng gần 11.000 ha. Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư ngay tại kỳ họp thứ 8 này. Ở góc độ thẩm tra, tán thành đề xuất, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị chính phủ cần rà soát, bổ sung cập nhật số liệu để tăng tính chính xác và thuyết phục, làm rõ các tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng, rà soát kỹ lưỡng nhu cầu sử dụng đất của địa phương và có phương án phân bổ phù hợp. Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có 23 ga hành khách, tính trung bình với bán kính 2 km, sẽ tạo ra quỹ đất hơn 288 km2. Quan điểm là lợi ích quỹ đất xung quanh các ga của dự án phải thuộc về nhà nước thu hồi theo đơn giá và tổ chức bán đấu giá. Nguồn thu được có thể điều tiết 25% cho ngân sách các địa phương và nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cũng giao cho các địa phương. Quy hoạch như vậy sẽ thúc đẩy sắp xếp bố trí dân cư, nhà máy, sử dụng đất hiệu quả.